À, liên quan đến cái vụ mà cái thưa à, anh Phủ và thưa quý khán giả của SBTN là vụ 39 người à, tử nạn khi trên đường vượt biên vào Anh Quốc và hồi đầu tháng 10. Cái sự kiện này cũng cho tới ngày hôm nay vẫn còn là một cái dư âm rất là lớn và tất cả các báo chí của quốc tế ở ngoại quốc đều loan tin kính thưa quý khán giả. Thì riêng đặc biệt vào hôm thứ Sáu vừa qua, tờ, tờ báo Nhân dân của phía là cái loa của Đảng Cộng sản Việt Nam có đăng một cái bài viết nói rằng là đừng quy trách nhiệm bất cứ điều gì cũng đừng quy trách nhiệm cho nhà nước Việt Nam đây là bài báo hôm thứ sáu kính thưa quý khán giả thì cái câu hỏi đặt ra là dĩ nhiên là khi bài báo được viết là bởi vì có rất nhiều những cái bình luận liên quan cái vụ cái liên quan cái chết 39 người mà lúc nãy cái cô gái mà chúng ta thấy đó là là, là chị của một người một nạn nhân à, đã ra đi trong cái chuyến đi định mệnh đó và gia đình đã phải tốn kém rất nhiều cho 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 anh để anh ra đi thì đây là cái hình ảnh của, ai tại của gia đình nạn nhân có 139 nạn nhân kính thưởng giả nhưng mà chúng ta nhìn lại cái vấn đề ở đây cái câu hỏi đặt ra là đa số những cái người đó kính thưa quý giả và thưa thưa anh phủ bây giờ thì cảnh sát anh quốc đã khẳng định là 39 là người việt nam họ đến từ cái hai khu vực đó là nghệ, nghệ tỉnh và nghệ an và hà tĩnh là khu vực rất là nghèo ở miền trung việt nam Đặt thêm một điểm nữa đó là Cái khu vực này cũng là một cái khu vực trước kia đã là một cái nơi bị thảm họa các môi trường Phô Mô Sang Sau 44 năm Cho tới ngày hôm nay chúng ta nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra Chúng ta thấy đi. người Việt Nam vẫn bỏ nước ra đi Cái việc bỏ nước ra đi nó Dưới nhiều hình thức khác nhau Chẳng hạn như xuất khẩu lao động là một hình thức mà những người Việt Nam đi một cách hợp pháp à, Ra nước ngoài À, dạ. theo cái theo cái 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 cái, cái 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 khế ước giữa nhà cầm quyền cộng sản việt nam và cái nước sở tại mà nhận họ làm việc nhưng mà khi họ qua chẳng hạn như nam hàng đài loan họ làm xong họ ở lại luôn họ không về ở lậu đó ở lậu ở lại luôn họ không về rồi một số người thì đi một cách bất hợp pháp qua qua ngã âu châu rồi từ đó tìm cách ở lại pháp hoặc là các ở nga hoặc là đi vào anh quốc một số người khác thì thì đi vào hoa kỳ dưới nhiều hình thức khác nhau nghĩa là từ người giàu cho đến người nghèo ai cũng đi chứ đừng có nói rằng là chỉ có người ở nghệ an và hà tĩnh họ ra đi cái điều đó không đúng những người giàu thì họ có tiền thì họ bỏ tiền ra Đi nhiên như... nước tốt hơn chẳng hạn như đi dạ. hoa kỳ hoa kỳ qua cái hình thức gọi là EB5, tức là qua một cái hình thức đầu tư, tư để ở lại hoặc là hoặc là đi du học rồi con cái có đi du học dạ. uhm, đầu tư EB-5 đó là những cái hình thức mà của những người mà giàu có đi dạ. nhưng mà những người mà không giàu có hơn đó, thì họ đi lao động Dạ. rồi anh Từng Thắng nói là cái, cái hình thức mà tệ nạn tệ hại nhất là đi vượt biên trong chúng ta là những người 39 người bị thảm họa bên Anh Quốc đó. đó là họ không có tiền họ phải vay mượn thế chấp nhà cửa ở Việt Nam để có tiền rồi đến một cái nước nào đó rồi từ đó họ vượt biên qua một cái quốc gia khác mà họ cho rằng là cuộc sống nó tốt hơn à, cho nên cái vấn đề cái câu hỏi đặt ra là tại sao họ ra đi nhiều như vậy người giàu cũng đi người nghèo cũng đi